chào tất cả anh em. Mời anh em cùng xem một thế cờ tàn cuộc thực chiến. Đây là một tình thế thôi nha, chứ không phải là cờ thế, mà là thế cờ thôi. Anh em mới tập chơi cờ và anh em đang chơi, tất nhiên cũng sẽ gặp tình huống này trong một vài trận đấu. Thì đây, anh em mới chơi xem tàn cuộc này. Đây là tàn cuộc thực chiến luôn. Anh em xem để nâng cao kỹ năng thêm và tìm hiểu sâu sắc hơn tàn cuộc. Anh em chơi cấp độ trung bình, xem tham khảo. Còn anh em mà đang chơi cấp độ cao hơn thì xem giải trí. Bây giờ mình sẽ vô chi tiết của thế cờ này luôn. Thế cờ chứ không phải cờ thế, khác nhau rõ ràng. Thì đầu tiên bên đỏ tất nhiên là sẽ vô chốt để ngăn cản không cho tướng ra. Tướng ra là xe xuống sắc cục ngay. Thì bên xanh không cần ra tướng cũng chưa sợ, vì còn xe kéo về lót. Thì xanh sẽ đi quay xe về đây để vô chiếu để lấy trung tâm. Thì đến đây á, bên đỏ có một nước đi như sau, xe chiếu. Thì trong thế này xanh đã liệu trước rồi, sẽ kéo xe về, thấy đúng chưa? Thì quan sát một lúc á, thì bên xanh thất thế hơn là không còn quân đi, thì tất nhiên là sẽ ép vô. Anh em thấy rõ ràng nước cờ này không? Bên xanh đã kẹt cứng không còn quân đi, xe thoát không được, buộc xe phải ăn, đúng chưa? Xe ăn thì chốt ăn xuống, xanh sẽ thua hết quân đi. Tao quay lại ngay từ đầu luôn, quay lại ngay từ đầu luôn nha anh em. Nếu mà trong trường hợp chốt vô thì nước mà không quay xe về thì đã thua, thì bốt xe phải quay về thủ, nước bắt buộc. Đến đây á, mình đang phân tích những nước đi cơ bản và chưa khả thi lắm, thì xe xuống giữ chốt. Trong đó xe còn một nước để ra, thì mình đang chốt vô, thì xe vô. Nếu chốt ăn sĩ chiếu tướng, xe ăn sĩ chiếu thì tướng ra, xe có kéo về để vô sắc cục thì xe lên, xe chiếu thì xe qua đỡ. Thế là hòa. Mình quay lại, mình quay lại ngay từ đầu luôn nha anh em, cho dễ hiểu. Thì mình đi chốt vô thì buộc xe phải kéo về, xe xuống đây thì hòa. Cho nên đến đây á, đổ một nước đi rất là hay, lên xe thì hiện tại xanh chỉ còn ra xe thôi. Đến đây chốt bình vô thì xe bình vô, chốt ăn chiếu tướng, tướng trước ra thì xe chiếu bí, buộc sẽ văng lên thì xe bình qua vỏ sắt cục. Ở đây á chiếu không được để thoát xe, nhờ quân sĩ giữ. Thế đây á, cho dù có đi thế nào cũng thua, chiếu vệ sĩ ăn chiếu, tướng lên ăn luôn xe, tướng lên xe về, đen hết nước đi đỏ thắng. Kết thúc ván cờ, chúc tất cả anh em xem cờ vui vẻ.